我们于今年的7月7号在一次围捕大圈帮的行动中抓到了东阳。当时他正在跟大圈帮进行交易一宗军火的生意。后来据我们调查，东阳不是一个普通的军火商人，所以我们把他的资料交给了国际刑警，这才知道你们政府正在通缉他。我在这儿要谢谢香港警方的协助和给我们的帮忙。由于东阳所犯的案与我们国家机密有关，所以我们需要将他引渡回美国调查。这次陪同押解东阳回美国的几位探员都是有组织严重罪案小组的，他们也参加了围捕大圈帮的行动。啊，陈 Sir。 陈 Sir， 你们两个过来，我来介绍一下，这位是美国领事馆的王先生。佩给你好。你好。江安，他们三位都是中央情报局的探员。这位是关清建督察。叫阿亮。这位是吴立荣督察。叫我阿荣好了。啊，这边请。好。陈 Sir， 东阳在香港的犯罪资料和证物我们准备好了。 Alang， could we have a look？ 嗯，交给他们。好。就这么多了，还有没有其他的呢？我们找到的就这些。那现在东阳在哪里呢？东阳现在正从屯门警署押过来，看来应该到了。你跟这个车一起去吧。OK， 我们走吧。阿娘，你银件啊？你个证件呢？你知道了，别追。阿荣啊。佢要問陳 Sir 說，你識唔識打得掛面？你三分一木喺度嚟，又知又知，邊個低啫？你滿腦子啊！就你識得好洋妞，姑娘。喂，你家係邊啊？你忍上了就算了，你還要你我？哈哈哈哈哈哈！嗯。的确，十八天大料估得票，琴个网民仲特咁掂啦，咁咁地真嘅大料，不咩啦，哦，嗰啲琴个通报就非常咁啲，因为我到嗰边仲特咁同意。有情况，嗰阵讲说。目标是东阳，那你掩护我。啊！快开车！
anh Lượng à, tôi nói mày bỏ. Lâm Dương đã thoát rồi. Ê, qua đây kha kha. Mau qua đây xem đi. Mama. Anh bắt. Mama, như thế nào? Anh làm sao vậy? Cô Dung à, đừng có đuổi đâu. Xuống xe nào kha kha. Chúng ta đi kiểm tra đi. Công an à? Lâm Dương đã thao rồi à? Thoát rồi. Sư phụ bị tham gia đến chia tổ. Có phải bị chúng nó cướp đi không? Tôi không biết. Bác sĩ, những người ở trong xe cùng với anh Mắc đã chết rồi. Mỗi người đều phải giao một bản báo cáo cho tôi. Bây giờ cấp trên đã yêu cầu chúng ta phối hợp với CIA để lấy tài liệu từ Long Dương về đây. Trần Sir, cái gì kim phiến? Xin Trần ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với các ông. Chúng tôi sẽ không làm bậy đâu. Hiện tại ở Đông Dương trong tay. 他随时都可能被别的国家收买，所以我们要尽快地把他找到。国际刑警有消息说，已经有第三世界国家的人，他们正准备来香港收买这块晶片，而东洋的被劫和这种买卖一定是有关系。那这次劫东洋就是那些人了？是啊，这些人好像很清楚东洋的行踪，他们的行动很有计划。只要盯住那班杀手，就会找到东洋。Peggy， 我想提醒你一下，这里是香港，香港有香港的法律，你要按照香港的法律去办事。陈锦思，你放心，我们一定跟你们合作，不会破坏香港的法纪的。那就最好了。tốt nhất là như vậy. 领事馆đã thu xếp chỗ ăn ở cho các người. Đi nữa sẽ có người hướng dẫn.霍先生，你的电话。红奎呀，个电话。喂，霍先生，红奎的，不好意思啊，是女的，打扰你一会儿。老天，对了，请问有什么消息了？讨厌，搞得都急急。你不用这么心急。哎，别个老了，你别。今天住，住哪儿？大家想个对的，他外地睇到。派派了人在外边。都是狗女的对，得一破案。你放心，他那住着。你，霍先生，红奎呀。现在香港警察和前卫到处在找我，组织也追得我很紧，我的出现很危险。都是很危险的。交易的日期已决定，chúng ta quyết định giao dịch. Rồi tôi sẽ thông báo cho ông nghe. Đến lúc đó, tôi sẽ giao tiền đưa vào tài khoản của anh. Tin rằng, anh nghe đây. Tôi đi trước, không nên nói chuyện. Tốt nhất là hiện nay anh đừng có đi đâu. Tôi sẽ phái người đến thông báo. Nếu tôi sẽ đưa lên cho anh. Thế nào? Bạn đối với cô gái này hài lòng không? Cô bé đó anh vừa ý chứ? Cô bé này, 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 cô霍先生介绍的，怎么不满意的？你说这里有一头可能看，这就行了吧？一边来刘双，有事等我。接到个军，我立刻来接头。这么多好吃的、啊、哎，给我一份啊啊，谢谢啊、嗯、哎给我媳妇儿，喂接着怎么来，喂你回来的时候有没有跟着你、啊、没怪头也没空没当然没有了，当然了，空手嗯哎拳手在哪儿，头着手
接着。喂，长棒他怎么样？完了没有？还没有完呢，哪有那么快啊？那你出牌了，快点说。我先走了，谢谢，拜拜。中央的消息。我在等郭龙英。哦，对了，阿荣顺，将军那有个消息说，阿卓等郭公公等马上。中央在香港有人罩着他，郭瑞丹还说香港买晶片呢。断。知不知道谁罩着他？不知道啊。这个王八蛋，出卖组织，以后抓到他，一定要找他算账。现在警察的嫌疑到处在找他，你点到哪里？看来你得先抓到他。我们得先抓到他。CIA， 你说是 CIA 先找到中央，还是我们先找到？还是我们先找到？嗯。现在国际刑警和 CIA 方面的情报说，香港这里的中间人是霍子健。大家知道，霍子健是香港富商。有一定的影响力，在没有足够证据之前，大家千万不要轻举妄动。没动静，什么事？军医呗。刚刚接到了线报，接东阳的那些人离开了原来。林杰，林杰，林杰，林杰。大家注意，警察注意，跟三个人准备，准备撤退。
来了。安德林的 ，Peggy，Peggy， 这个人是谁？别拿枪指着我。如果你手指比较多，阿亮，这个 Bruno 是美国恐怖派来协助我的。那本部 TV 努米鲁德的，枪法不错嘛。反骨卡的，比你好一点。đỡ hơn anh một tí thôi. Cái nước sủi. Uống nước đi. Nhẫn chân điểm. Cố lên nhá. Chào người trị. Đến đây sẽ tìm người trị cho mày. Nhẫn chân. Cố lên nhá. Chân không ngờ cảnh sát Hồng Kông lại lợi hại như vậy. Nếu như chúng ta không chuẩn bị trước thì. Chắc chắn là chết rồi. Tôi chưa bao giờ bình thường bỏ xe đi à. Nhưng mà tôi không ngờ cảnh sát Hồng Kông lại lợi hại như thế này. Bây giờ điều quan trọng là phải liên lạc với tướng quân để xem coi có chỉ thị gì không. Được, vậy thì chúng ta tìm một nơi để liên lạc đi. Đại ca, nó bị thương nặng lắm, cần phải điều trị mới được. Chuẩn bị đi trước đi. Đưa súng cho tao. Come on. Trường Mao, đừng có làm bậy nha. Mày đừng có làm bậy nha. Mày ngủ à? Mày có biết mày đang làm gì không? Tôi rất biết mày đang làm gì. Cái em tôi nổ súng. Tao là cấp trên của mày. Mày tuy là cấp trên của tao, nhưng mà đừng có làm việc quá đáng. Hãy giết tôi đi. Đừng vì tôi mà làm liên lụy cho tập thể. Mau giết tôi đi. Mau giết đi. Được. Xin lỗi nhé. Đến thành phố, tôi sẽ nghĩ cách. Chuyển sổ. Này thủ à. Mau tìm một nơi. Mau tìm một nơi. Để cho anh em nghỉ ngơi đi.这次虽然被那些人逃掉了，但是有一件事可以肯定，他们和我们一样，也在等着东阳。所以我们一定要在他们之前找到东阳，要从霍子建这里下手。现在Ronaldo也看来，我们可以分成两种分头去进行了。陈Sir，这些由你决定吧。杨鬼子，明天下午3点钟开会，就把这个事情搞定。 哎，他们也回来了。好，工人，也来接。嗯，这儿环境不错嘛。等等，那里有空一点。啊，是吗？嗯，也行，得多。有水，得多，三点水。温暖，要不要吃雪呀？够红啊，能够喝。谢谢，干杯。啊，我问你啊。 合作呢？这次和香港的警察合作，跟警察合作，还可以。不过我觉得做事很慢，不主动。不能什么事儿都等上头的指示。主意，除非是具体的，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 主意，除非是
Nhiệm vụ lần này là gì? Mong rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau và hoàn thành nhiệm vụ này. Cô tưởng rằng tôi không chịu hợp tác với cô sao? Ý của tôi không phải gì. Ý tôi nói là phải hoàn thành nhiệm vụ này. Cần phải hợp tác. Đây là Hồng Kông chứ không phải Mỹ. Anh hiểu chứ? Các người là ai? Này bà, chúng tôi là cảnh sát. Đây là lệnh xét nhà. Chúng tôi nghi ngờ chủ nhà có liên quan đến một vụ vũ khí. Yêu cầu cho chúng tôi vào nhà. Phải bao lâu vậy?
nhanh chóng thôi. Cô đi lên lầu, tôi ở đây. Ông Huy có ở đây không? Ông Huy đang không? Đi qua bên kia hỏi chủ nghĩa đi. Chào cô. Ông Huy có ở đây không? Xin hỏi tìm ông ta có chuyện gì vậy? Có hẹn qua chuyện gì? Chúng tôi là cảnh sát. Có điều này muốn gặp ông Huy, có thể gặp ông ta được không? Ông Huy đang họp. Các người đang đợi một tí đi. Khi nào ông họp xong thì tôi sẽ hỏi giúp cho. Vậy cũng được. Các người là ai vậy? Có lĩnh thắng nhà thì hay lắm hả? Này lấy nhà của ông Huy cơ mà. Đừng có làm phiền tôi. Tôi quen với cấp trên của anh đấy nha. Thường hay ăn cơm cùng với nhau đấy. Này, anh đọc đi khóa. Anh đọc như tôi nói hay sao hết? Trước khi dự cuộc họp ngày mai, giao kế hoạch cho tôi nhé. Xin chào ông Quy. Mấy người cảnh sát này nói có chuyện muốn gặp ông đó. Ông Quy, tôi tên là Lượng, còn hai vị này là CIA. Tôi có điều này muốn hỏi. Muốn hỏi à? Nói chuyện với luật sư của tôi đi. Nếu như không nói với tôi thì phải hẹn trước với thư ký của tôi trước chứ. Ông Quy, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ buôn vũ khí của Đông Dương. Yêu cầu ông hãy hợp tác. Này, tôi cảnh cáo cô, đừng có nói với tôi như vậy. Tôi không biết cái gì gọi là Đông Dương Tây Dương cả. Ông Quy à, luật sư Dương nói có chuyện gấp muốn gặp ông đó. Uầy, có hai thằng cảnh sát, nó vào đây nó lục tung vào con đó, nó còn đánh tôi nữa đấy. Đừng làm mày, tôi là luật sư đó. Để tôi xem mày thưa tao như thế nào. Ông Quy à, tôi đợi ông thưa tôi đấy. Jenny, mau gọi bảo vệ đuổi họ đi. Tôi phải thông báo cái chuyện này cho sở cảnh sát biết, thông báo cho lãnh sự quán nước Mỹ. Cô nói tôi quá đáng. Nếu như nó không phát nói thì tôi không đánh nó đâu. Cách sáu hay không, đó là một việc khác. Trước khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì anh phải làm anh cho đàng hoàng. Cô đã quên mình là ai rồi? Quên mình đang đang làm nhiệm vụ gì? Tôi không quên, nhưng tôi không có thành kiến. Nhưng anh nên hiểu rằng anh phải làm việc gì đại quốc. Đừng có vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng đến công việc chung. Cô không cần phải dạy đời tôi đâu. Tôi không phải dạy anh. Chẳng qua tôi không muốn anh tiếp tục phạm sai lầm. Tôi cảm thấy tôi không lỗi làm gì cả. Thôi bỏ đi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Có lẽ tại vì tôi quá hiểu anh. So với hai năm trước, bây giờ anh cũng không khác biệt gì cả. Peggy. Thế nào? Có thu hoạch gì không? Chúng tôi đã điều tra được lai lịch của tên Quy. Nó đã từng làm đại chủ mưu mua cái tài liệu này. Quả nhiên là hắn. Cái bọn sát thủ đó lẽ ra cùng tổ chức với Đông Dương, nhưng Đông Dương phản bội họ. Vì vậy họ tìm Đông Dương không phải vì cái tài liệu mà là vì mua cái mạng của hắn. Vì vậy chúng ta cần phải ra tay trước ông Quy. Hôm nay cái việc xảy ra ở nhà ông Quy, xin lỗi nha, không có gì đâu. Chuyện này đâu liên quan đến anh. Hay là chúng ta học bên kia đi nhé. Để tôi cho anh một cơ hội. Tôi đi công chuyện nhé. Chúng ta đi thôi. Quả nhiên tôi không lầm. Tôi đã biết là hắn rồi cơ mà.
那也要等你们上面有指示。你们不快点，集体过高镇，没过关，还能飞空。我们先跟踪霍子健。来，咱们等，跟着老奎。来，快点，去找霍子健了。对了，俺带你去老奎。杨国奎，你别过来呀！我告诉你吧，我可不会像你们在这干的。对，可不行，干够会了，杨队长。来，俺等等。哎，快盯着他，他有坏事的。来，俺打算拉白的。可以呢。对，别急着。快点。别过来呢，里头。这样吧，听你的，我怕这个事。对对，省会点你说，对省会点团转。霍子健，红盔，东阳在哪里？东阳在那头。哎，你想干什么？没梦见。哼，我告诉你。就叫俺别，只要我打一个电话，即可木固定头个头，一无所有，得安心丢的。你的嘴和你的律师一样臭，咁可以喊住律师个暗面。好，两，我一定打电话给你们总部搞论，严格审核下。嗯，跟着他，系对的。哎呀！老家伙，你给我出来！老爷子，东阳在哪儿？说，东阳在哪儿？东阳在哪儿？东阳在哪儿？说，东阳在哪儿？哈？你说，东阳在哪儿？我来黑客，快说！老爷子，你说，东阳在哪儿？你说不说？我来黑客，拿起来！等等，还能干什么呀？你老大那要私下我，好吧，告吧，狐狸，狐狸，躲到一边去。我让你告，老孙叫你退，你告，狐狸，狐狸，你告，你去告吧，告，怎么样，队长？啊，舒服了吧？大姐，喂喂喂，有没有白天？村长来了，你快点，村长在我的上司现在来了，你开始告了。你以为自己是鸡首神功，七天一次火？我们虽然证明了霍子健是中间人，但这并没有充分的证据。中间，你们这个路上香港是讲法律的，不允许你乱来。我再警告你，都警告你了，否则一切的后果由你承担。你后果安谁？跟你的，我现在要去审辩，这要不要讲法律？都赶快写路上讲 ，Rono。嗯，陈婶，不好意思，真的是老娘这么多麻烦，都得忙着你有啥说教。哼，他不做也做了，俺爸有啥不干了，拦着都讲了一点呢。现在霍子健已经向法庭申请了保护令，对，那突然断，以后我们就更不能随便去找他了。好，地平大亨，大家听着，每个人听着的，有消息说，我等得那声，已经知道东阳确实在跟霍子健合作买卖导弹军机，大刘呢，这就好办了。他没有什么指示呢，他根本个集体行动。说，不管我们用什么样的方法，集体上，你要早日拿到今天，还雷蒙德大刘。霍子健，他是什么人？他几年？表面上是一个商人，那才挂了毛头呢。他这次是为了第三世界国家来买这块金片。凭你这么说，你还能以为有人罩着他？如果给保洁就拿得快，他呢？马三呢？不管是谁罩的，这就来保洁。凡是妨碍我的人，一定要干掉。得快一阵。大哥，什么时候动手？已经闹了大，什么时候动手？什么时候动手？不要紧张，等时机成熟了，那个时候组织自然会通知我。到唔使通报咗准备，你们先去准备。好。好，太好了。特克拉队，当然了。刘金水，我们一定唐家顺。霍先生，红盔呀，外面的警察走了，就搁里的，别人管他们，妈给呢，让他们，就连这军队的，喜欢是瞎的，军队他来那么干嘛？你有吗？刚看过证，那个苏南罗的店门开，哦，要找男的也找女的，都给你店门吗？喂。不要只会说人家，不会说自己 over。麻烦都老来的呢。稍等，谢谢你提点 over。
Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Hai người đã quen nhau lâu chưa? Lâu năm lắm rồi. Thế tại sao lại kêu là Lượng vậy? Lượng là biệt hiệu của tôi. Lượng làm việc lúc nào cũng có liều lượng. Vâng, vì vậy mới gọi là Lượng. Thế nào? Nói chuyện với anh Lượng đã hả? Nè, anh Lượng có nói gì bị nhá? Chúng ta đã trao đổi tình huống đấy. Vâng, thì tôi cũng đang trao đổi đây. Tụi anh nè nè, tình hình ở bên cô thế nào hả? Tình hình ở đây rất yên lặng, không có động tĩnh gì cả. Biết rồi. Cả ba người hợp tác lâu chưa biết. Tôi và Becky đã từng hợp tác nhau. Thế lần này đến Hồng Kông, có thể có hợp tác với họ không? Không biết nữa. Hai năm trước, khi tôi bị khai trừ thì tôi không có biết gì nữa. Chia tay nhau và không còn gặp nhau nữa. Anh cảm thấy chúng ta làm như thế nào? Cũng tương đối. Cấp trên đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi và bằng mọi giá chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Tôi hiểu. Mọi người hãy chú ý, có một chiếc xe taxi đến. Cô gái này làm việc tại đài truyền hình. Cô gái này làm việc tại đài truyền hình. Bây giờ cô ta đã vào nhà của ông Huy. Michelle, sao tan sở sớm quá vậy? Ông Huy đang xem TV ở trên lầu. Mọi người tiếp tục theo dõi. Peggy, có điện thoại. Xin đợi một tí nha. Cái gì? Mau theo dõi đi. Yên tâm đi. Mọi việc không hề thay đổi. Bây giờ có cảnh sát đang bám theo tôi. Tự một mình đi đi nhé. Anh có kiểm tra được ở nơi đâu gọi đến không? Nó nói chuyện quá ngắn, điều tra không ra. Becky. Ở bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Gọi điện thoại cho em có chuyện gì vậy? Bộ đêm nay khỏi đi làm sao? Đêm nay em tan sở sớm. Anh đang xem gì vậy? Đâu có gì. Thế nào? Madonna có so bằng em không vậy?
中央在哪里？林英在哪？他晚上在城中央交易。说来。你说什么呀？没得什么。还不快说。屋里面在干什么？你们知道我只是中间人，现在既然大家都有好处，你们就放了我吧。哎，请你回答，请你回答。哎，你们那怎么样？Ronald，阿恩那儿没有人回答，快去看看。Over。恩受伤了，是不是有人死了？因为正在流人家水，里边都有两个拥挤的人家，再给我十水冷水。Peggy， 杀手就喺度，小心啊！知啦，我哋马上去追佢哋，我哋继续用电话保持联络啦。Over。喂 ，Peggy，Peggy， 现在在哪？你有个哪个都我们正在向清洁中队让留一条现在还不知道交易你有营空兵给你知道交易地点之后即刻通知我你有营立刻通报交通营营 Ronald 我们正要进隧道了中队十岁人来说进到人来中队这里要上另外你要注意喂喂注意呢阿柔赶快叫人还有救护车还有人也有社会姑娘那块晶片，霍先生找到了，应该没问题。都能 send 着，都能 send 着你上吧。我们来给我们检查，你明白吗？老婆，你中到被检查没？搞清楚。明白，明白。有。检查怎么样？检查过，应该没问题，是我们要留个影的。这才行嘛！你也没留，怎么来？还有个 passport 呢。光 passport 都多少？没得个表哎，给你，给你。Ronald， 你现在在哪儿？不远，两个都。还在沙田。人讲沙田啊。我们在葵中货柜码头。中队两个本港。赶快通知陈所派人来。冒狗女人呀！看来他们会在这儿交易。是不是？好，谁不忙在这里？终于被我等到这个机会了。如果你们大家可以来这儿，我们先去接触他们。好，主任。你掩护我。要么，咱们反应情况，安宁好多呀。明天是不是在这上班？明天个派人到就走内口。终于让我找到你了。如果大公那点就没。那块晶片在哪里？在留着的。那块晶片我就在留着，到了晚上好说。他们要了，没蒙你，就来好的。那块晶片是我们的，在留着特别重大，把它拿出来。要啥的？听见没有？你说清楚，拿进来。没人要你要吗？没没。
đâu. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Tôi không có mặt phản bội tổ chức đâu. Đừng giết tôi. Đã lấy được tài liệu rồi. Chúng ta đi. Thằng Bạc, Taki, làm sao đây hả? Không thể để chúng nó mang tài liệu đi. Không được. Taki, xong qua đi. Cô đã nói đợi tôi đấy, sao cô lại không đợi?
快送医院，mau đưa vào bệnh viện đi。Tại sao không đợi chúng tôi đến định để hành động hả? Chính anh đã hại cô ấy. Ronald, anh bình tĩnh lại đi. Anh Lương à, thật ra là chuyện gì? Hôm nay bác sĩ gọi điện thoại đến cho tôi, nói rằng ca phẫu thuật rất là thành công, nhưng mà tạm thời cô ta không thể trở lại bình thường được, phải ở lại đây để điều trị. Trần sir. Sếp Trần. Mọi người đừng buồn phiền nữa. Lần này Petri đã bị trọng thương. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không muốn lãnh sự quan đưa cô ấy đi. Cô giúp. Cô Lương. Hai người hãy hỗ trợ CIA đến Thái Lan để tìm tài liệu. Tuy là có sự ủng hộ của Thái Lan, nhưng mà chúng ta cần phải cẩn trọng. Sẽ chẳng ảnh, bằng mọi giá tôi cũng phải đi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Anh Lương, tôi đã trách lầm anh. Thôi đi. Đêm hôm qua, nếu như chúng tôi đến kịp, Peggy sẽ không bị thương nữa. Thật ra tôi cũng phải có trách nhiệm. Lúc đó tôi không nên để cho cô ấy đi. Chuyện này không trách được anh đâu. Sếp Quang à, qua bên kia ngồi đi nhé. Dạ. Rono, tại sao hai người lại chia tay vậy? Chúng tôi đâu có chia tay. Sau khi chúng tôi ly dị hai năm rồi. Cô nói, tính của tôi xấu, làm việc lúc nào cũng một mình. Thật ra con người của tôi, tôi chuyện gì cũng cẩn thận cả. Tôi không thù oán ai đâu. Rono, cạn ly. Thật không ngờ, hai năm sau chúng tôi lại gặp nhau tại Hồng Kông. Tại sao uống mà không rủ tôi hả? Rất may là tôi biết hai anh đang ở đây đấy. Madam, chúng tôi phải đóng cửa đó. Muốn uống gì thì gọi nhanh lên đi. Ismo, em đã, cảm ơn nha. Ngày mốt chúng ta đã phải qua Thái Lan rồi. Hai người cảm thấy thế? Lần này
nói là đi tìm tài liệu, thực ra là phải tìm cái bọn sát thủ đó. Này, anh uống nhiều rượu như vậy mà chừng còn tỉnh táo như thế đi ạ. Giờ cái chừng tôi rút rượu cô bây giờ đấy. Rồi đâu, nào, cùng nhau. Thôi, tôi không điên cùng với các người đâu. Thôi, uống đi. Thôi sao, anh là tẩy có gì? Nào, uống đi. Cảnh sát quốc tế cử các người đến đây, chúng tôi dĩ nhiên là phải tận lực để hỗ trợ, nhưng địa hình của chúng nó rất là hiểm trở, cần thiết phải đánh vào cứ điểm trọng yếu nhất, sau đó thì đại quân mới có thể tấn công. Tướng quân, bốn người chúng tôi tại sao không thể cùng nhau lên núi được? Đợt hành động này rất là nguy hiểm. Thằng tướng quân không dễ gì để cho quý vị vào núi đâu. Tướng quân, xin ông hãy yên tâm đi. Chúng tôi ở Hồng Kông đã giao lưu với chúng nó rồi. Chúng tôi rất sạch với chúng nó. Tôi tin rằng chúng tôi có cách để tấn công. Được. Vậy thì tôi sẽ để cho bốn vị hướng dẫn bộ đội đi. Mong rằng có thể tiêu diệt được chúng nó. Đi nào, ăn ở đây đi. Ở đây ra ngoài phố xa lắm đó. Ừ gì? Chà, hôm nay thức ăn phong phú quá. Hay là ăn ở đây tốt hơn đấy. Này, vui vẻ cái gì? Chưa xong đâu. Đây đây, canh đây. Canh gì biết? Canh cá đấy, để cho cá ăn. Cô ấy sẽ đến ngay thôi. Này, đừng có trách tôi nói bậy nha. Tại sao đồ ăn lại có đông lại có tay đi? Dạ, ở bên tay người ta ăn như vậy đó. Này, tôi là người Trung Quốc. Người Trung Quốc thì đương nhiên phải ăn thức ăn của Trung Quốc rồi. Anh hãy để dành canh đó cho bạn gái anh đi. Này, đừng có nói bậy nha, tôi không phải là bạn gái của anh đâu. Này, nếu muốn cua thì dành anh đi nha. Nếu không thì tôi cua đấy. Qua đêm nay là chúng ta sẽ trở thành vợ chồng rồi. Này, tôi cho anh biết, muốn cua thì phải nhanh lên nha. Tôi nói thật nha, bạn trai của cô cũng khá đấy. Đừng nói nữa, ăn cơm đi. À đúng rồi, ở bên Hồng Kông có tin tức đấy. Cái gì thế nào rồi, cô ta đỡ chứ? Cái chuyện đó tôi không biết. Có lẽ vài hôm nữa thì sẽ có tin tức thôi. Ủa,
不吃啊，但是我们安迪，阿龙小心，国军跟上。找到杀手没有？对不上，现在正在找。你没事吧？你去哪儿了？我刚刚看见一帮杀手，他们在放杀头，所以我就先出去了。你别追着，我们出去找找看吧。就到让外边的，你们俩留下。还有，我来接你。你刚才真的没事？lúc nãy cô quả thật không sao chứ? 没事。không sao. 刚才我正在收拾。lúc nãy tôi đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy tiếng súng gì đi, tôi đã chạy ra ngoài. 刚才你没带枪。lúc nãy cô không có mang súng, cô không sợ nguy hiểm sao? 我以为你们出什么事。tôi tưởng các người đã xảy ra chuyện gì, vì vậy tôi đã nhảy ra ngoài ngay. 你的。của cô đấy à? 谢谢。cảm ơn.không thể thấy được. Cô ta không thấy là gián điệp được. Tuy lần đầu tiên chúng tôi hợp tác, nhưng mà mỗi một nhân viên tình báo đều đã qua kiểm tra nghiêm khắc. Nếu như cô ta có vấn đề thì tổ chức sẽ thông báo cho tôi biết. Để anh Ronaldo nhìn thấy đây. Trước đây đã xảy ra nhiều vấn đề. Tôi đã thương lượng với cô Anne. Thế các người nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ cái gì? Nói đi. Từ cái chuyện thằng Đông Dương bị bắt cóc. Cho đến bọn sát thủ đến nhà của ông Khuy. Lúc đó, cô An đã bị thương. Đêm hôm qua, khi bị tấn công, thậm chí cô ta không cần mang súng cũng đã đuổi theo rồi. Sau đó, tôi đã phát hiện một con dao ở trong hành lý của cô. Con dao đó, tôi đã thấy qua ở nhà của ông Khuy. Tôi hoàn toàn không nhìn lầm đâu. Được, tôi hiểu lập trường của anh. Nhưng mà anh đã biết rằng, rõ ràng là tên tướng quân gửi sát thủ đến giết chúng ta để không cho chúng ta lên đuổi. Giờ tôi không dám đến nhà. Xảy ra rất nhiều chuyện. Hình như bọn tên tôi đều biết ra. Anh giải thích chuyện này như thế nào? Vì vậy, trước khi lên đuổi, chúng ta cần phải tìm ra câu trả lời. Nếu không tìm, chúng ta lấy lại được tài liệu. Lần này chúng ta tấn công lên núi, tôi nghĩ rằng rất là khó khăn. Khu vực ở trên núi rất là hiểm trở, vì vậy chúng ta cần phải tấn công. Lần này chúng ta sẽ đi đường thủy tiến lên núi và tấn công vào hai bản tướng của chúng ta. Sau đó chúng ta toàn quân sẽ xuất động và phải tiêu diệt bọn thổ phỉ ở trên núi. Trong lúc tấn công, tôi yêu cầu quý vị cần phải cẩn thận. Đã nghe ra chưa? Chúc quý vị mã đạo thành công. Xuất phát.
Tôi là Dũng đi. Khoảng 8 giờ chúng tôi sẽ đến núi. Lên núi rồi chúng tôi sẽ liên lạc sau. Đối phương đã biết hành tung của chúng ta, chúng ta phải thay đổi hướng đi. Nếu là như vậy thì chúng ta không đi đường thủy mà đi đường bộ. Anh thông báo cho tướng quân, chúng ta thay đổi hướng đi. Biết rồi. Báo cáo bộ chỉ huy, bây giờ chúng tôi thay đổi hướng đi, chúng tôi sẽ đi đường núi. Thôi, đừng có phá nữa. Muốn thông báo cho họ phải không? Tôi nghĩ không cần nữa đâu. Những việc cô làm, cô tưởng không ai biết thì sao? Biết thì sao nào?
bại quốc gia đa rèn. Những kẻ phản bội tổ quốc nhất định phải chết. Quan先生, ông Quan, ông nói sao? Bình cả anh thế nào? Toàn bộ đã bị khống chế rồi. Tướng quân có việc muốn tìm anh. Cảm ơn. Tướng quân, mọi việc ở đây đều bình thường. Ngày mai, có thể đến núi đó. Quân đội có thể xuất động được rồi. Dạ. Chúng ta sẽ liên lạc sau. Cảm ơn. Thất bại có nghĩa là chết. Đi thu xếp một cuộc họp với những người trung đông đi. It's done. Biết rồi. What the fuck are you guys doing? Don't just think. Chuẩn bị đúng rồi. Get ready to kill. Ready, chuẩn bị. Chúng tôi đã đến chân núi rồi. Chúng tôi sẽ chia làm ba ngày để tấn công. Đại quân có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Đi theo tôi. Oh,
chịu xuất hiện rồi hả? Lại mà. Nhào vô đi. Is this what you want? Come and get it! Thank you.
Bruno, tài liệu ở trong miệng của nó đó. Anh phải cẩn thận đấy. Đừng bước qua đi. Bruno. Bruno. Tôi không được rồi. Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn chưa lấy được tài liệu. Anh sẽ không sao đâu mà. Nhưng tài liệu sẽ không bao giờ rơi vào tay của kẻ khác được nữa. Bruno, anh sẽ không sao đâu. Anh đừng có chết nha. Anh Bruno, anh cho Becky biết rằng cho đến giờ phút này tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tướng quân hỏi đã tìm được tài liệu đó chưa? Trả lời đi. Tướng quân đã hỏi câu đó. Có tìm được tài liệu đó chưa? Tài liệu suốt ngày chỉ biết có tài liệu. Đi chết đi. Giang quân.